A moment passes, and I build worlds now where you might have been happy and been the sun and perfect as everything is. I don't know if we'll ever meet again. Kind of think this was meant to be. Chúng tôi đã đến Đà Lạt rồi. Đó là bọn mình đang trên đường đi về với khách sạn. Và lần nào đến Đà Lạt thì bọn mình cũng ở cái khách sạn đấy. Let's go. Hello mọi người. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi ăn trưa trước. Tại vì bọn mình đến khách sạn đã là tầm 11 giờ hơn rồi. Thì bây giờ bọn mình sẽ đi ăn bánh ướt lòng gà. Ăn xong thì bọn mình sẽ đi quán tiệm cà phê ngủ ngày. Quán đấy thì cũng khá là hot. Tông trắng xanh. Thì hôm nay mình mặc tông than và đi ăn thôi. Bọn mình khá là đói rồi. Bây giờ đã là 12 giờ rồi. Nãy mình nói thì là tầm 11 giờ, nhưng mà tại vì đợi xe hơi lâu, bây giờ đã là 12 giờ. Xin giới thiệu với mọi người bữa trưa ngày hôm nay của bọn tôi: gỏi gà 2 người và một bánh ướt gà, một bánh ướt thập cẩm. Siêu to 2 người nhưng mà rất là to, rất là nhiều thịt luôn nha mọi người. Đây chính là quán đầu tiên bọn mình trong ngày hôm nay. Chút hơi ấm của anh, but that's enough. You're out of moves. It's over tonight. Mình let go, biết bao buồn vui. Let go. Mình đang trên đường đi quán Hoa Mây Garden mọi người ạ. Quán này thì nằm khá xa trung tâm, tầm 15 cây. Mà bọn mình đi cũng hơi muộn rồi. Bây giờ đang là gần 4 giờ và quán nó ghi là 5 giờ đóng cửa. Thế nên bọn mình phải đi. Ở dưới kia là quán rồi, nhưng mà bây giờ bọn mình phải đi xuống một cái dốc rất là cao. Mọi người tưởng tượng kiểu nó thẳng đứng như này luôn. Nana, mình đang đến quán rồi, là thì bọn mình đang order đồ uống. Bây giờ thì bọn mình đang ngồi nghỉ một chút để lấy lại tinh thần chụp ảnh tiếp. Trà dâu là của mình thì hơi ngọt, không phải hơi ngọt, quá ngọt. Bên kia là ổi hồng, mình thấy ổi hồng ngon hơn. Bây giờ tôi sẽ thử uống mãng cầu. Mọi người ơi, bây giờ đang là tầm 5:30 và mặt trời đang lặn rồi, nhưng mà hơi tươi có một chút hồng hơn đấy. Mọi người có nhìn thấy cái phần tím tím trên trời không? Wow, mọi người có nhìn thấy hoàng hôn siêu đẹp không? Bây giờ chúng tôi sẽ hành trình đi 15 cây để về thành phố. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi ăn lẩu gà lá é nha mọi người. Lần này thì bọn mình ăn một cái quán mới, tí nữa thì mình sẽ để địa chỉ bên trên. Đây là người ta cho bọn mình một đĩa lá é, nó sẽ dài như này, nhưng bọn mình không biết là phải gặp từng cái một này. Thế là bọn mình bỏ cả cái cục đấy cho vào trong nồi luôn. Buồn cười. Hôm nay thời tiết rất là thích luôn, cho mọi người coi trời siêu là xanh. Đây là quán Đà Lạt Morning nha mọi người. Quán rất là chill luôn. Sun when I rise.
quán mì nấm đấy, nhưng mà nó kiểu cao, kiểu thẳng đứng lên. Bây giờ mình đang đợi bạn mình phóng lên trước, sau đó thì mình sẽ đi bộ lên sau. Bây giờ tôi đang đi bộ lên trên con dốc này. Fighting, fighting. Đến quán rồi đây mọi người ơi. Đây là quán mì nấm nha. Bây giờ mình sẽ đi ở bên trong. Gọi thêm sườn để ăn kèm, còn nếu mà mì trộn thì đã có sườn sẵn sườn rồi. Đây là nấm cho mọi người, đây là trứng, mình đọc thì thấy mọi người giới thiệu đây là trứng ngâm tương. Ngon không? Ăn kiểu thanh thanh đúng không? Ăn kiểu thanh thanh vị cô bác. Xem mì nào thích ngon không? Không lòng. Nêu cảm nhận đi. Trộn ngon hơn đúng không? Mì trộn kiểu nó đậm đà hơn, nó thấm vào cái sợi mì hơn. Nếu mà bạn nào thích ăn đậm đà thì có thể ăn mì trộn, còn bạn nào mà thích ăn thanh thanh thì ăn mì nước. Nếu mà để mình chọn thì mình sẽ chọn mì trộn. Chiều nay thì bọn mình đi quán cà phê Jizu, mình mặc rất là cây thông luôn để mình đi chụp với cây thông ở Jizu. Ở phía xa kia là quán Thung Lũng Khói Xanh. Đi xuống dưới kia ngồi đi. Ok. Rồi. Thì tụi mình sẽ đi ra chợ đêm Đà Lạt ăn linh tinh ở ngoài đó. Buổi tối thì hiện tại bây giờ đang là 15 độ, rất là lạnh nên là phải mặc ấm mọi người ạ. Không như ban ngày được, ban ngày thì có nắng nên là sẽ ấm hơn. Buổi tối thì sương xuống rất là lạnh. Một chiếc váy dài, cardigan bên trong, áo khoác dạ và một chiếc khăn. Đây, tôi sẽ xách túi này đi. Cho vào đây như này. Ok, let's go. Chào mừng mọi người đến với chợ đêm Đà Lạt. Đầu tiên bọn mình đi ăn bánh tráng trước. Đây là quán bánh tráng ở đây nha. Điểm tiếp theo chính là quán sữa đậu. Hai sữa đậu và một sữa đậu phộng. Sữa đậu phộng. Uống đi. Sữa đậu ngoài chợ.
Sáng nay thì bọn mình đi quán Queen Cà Phê. Quán này thì nằm gần một cái khu biệt thự màu vàng. Thì mọi người sẽ hay chụp hình ở phía khu biệt thự màu vàng kia và order cà phê ở đây. Đây mọi người ngồi ở đây rất là đông luôn, hàng ở bên dưới. Một em mèo đây mọi người. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. And now I've realized you are what I needed this whole time. I've been around. Takes to fill this empty void inside. Something. Mình đang đi ăn cơm và tiệm cơm hôm nay bọn mình ăn là tiệm cơm một chín hồi đó. Đây là món thịt kho dừa mọi người. Đây là món cá chiên xoài. Hello mọi người, dự định hôm nay của mình là sáng nay thì bọn mình sẽ đi cà phê. Bọn mình sẽ đi quán Hidden Coffee đúng không? Thế xong rồi, sau khi mà bọn mình đi cà phê xong thì bọn mình sẽ đi ăn. Đó, lịch trình buổi sáng là như vậy, chỉ có đi cà phê với đi ăn thôi. Thì đây là outfit ngày hôm nay của mình mặc đi quán đấy. Đây là một set, đây là set đồ như thế này, xong rồi mình khoác thêm một cái áo dạ bên ngoài này cho nó đỡ bị lạnh. Show cho mọi người xem rõ cái lớp make up hôm nay của mình. Đây là lớp make hôm nay của mình. Hôm nay thì mình chụp bộ nó sẽ trông kiểu hơi chiến, thế nên là mình đã make mắt khói. Xong rồi mình vẫn đánh má hồng cho nó cute, xong rồi đánh thêm son hồng nữa. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ đi, không thì sẽ muộn mất. Bọn mình gọi phát xuất này mọi người. Shall I compare to a summer day? She's the sun, she filled up the gray. Quench my thirst, she's my lemonade. The yellow that I couldn't paint. Shall I compare to a summer day? Just like the sun, it will never fade. The cool breeze in the shade, my four leaves to the blade, right to my mistakes. I'm dozing like a ghost, thinking that maybe I wouldn't notice. But it's colder, it's colder, it's colder around when you're not here.
đã lựa chọn đi ăn cơm. À, tiệm cơm hôm nay bọn mình ăn là tiệm cơm Hồi Nớ. À, năm ngoái bọn mình đi thì bọn mình có ăn rồi. Bây giờ thì mặt trời đã gần lặn rồi và bởi vì ở trên cao nên là nó sẽ lạnh hơn rất là nhiều so với lúc nãy, mình kiểu lạnh và kiểu bút đầu luôn ý. Outside, if the birds fly and the emptiness echoes the nothingness on waves with a purpose. Sleepless night reflected on those red eyes, were no state of mind head underneath the moonlight. No, it doesn't matter what I do or say. Oh, I ain't got no heart to hold. Tối nay bọn mình ăn quán nướng. Bạn mình tìm thì họ bảo là đây là quán nướng mà chỉ dân địa phương mới biết mà hay ăn nhiều ấy. Nên là hôm nay bọn mình sẽ ăn thử xem là có ngon hay không nha. Mọi người ở quán này siêu ngon luôn, mắc ngon. Ngon mọi người ơi. Mà mình thấy mọi người bảo là giá cả chỉ bình dân thôi, tầm 50.000 cho một đĩa. Loại quán này khá là local. Đây là thịt bò này mọi người ơi, mì tươi cực. Mày mày bỏ cái miếng chín ăn được khác đi này. Hôm nay là ngày cuối bọn mình ở Đà Lạt và mình với bạn mình đang đi bộ lên Thôn Đốc để đi ăn bún bò Huế. Tại vì bọn mình không biết ăn gì vào sáng nay nên là bọn mình đi ăn sáng ngay đây. Ngay đây thôi, xong rồi bọn mình sẽ quay về đi cà phê Tùng. Ok, bây giờ thì sẽ đi thôi. Wow, trông có vẻ nhìn ngon đấy mọi người. Ăn sáng xong thì bọn mình có ghé cà phê Tùng, quán nằm ngay cạnh chợ Đà Lạt. Ngoài ra, cà phê Tùng được mệnh danh là một quán cà phê lâu đời bậc nhất ở Đà Lạt. Bên trong thì rất là hoài cổ, ghế ngồi thì là ghế da và được bài trí rất là đơn giản và mộc mạc. Nếu mà có dịp đến Đà Lạt thì mình nghĩ là mọi người nên ghé cà phê Tùng một lần, cũng như là để thưởng thức cái không gian cũng như là cà phê ở quán này nha. Ngồi đến tầm 9 rưỡi thì bọn mình quyết định đi thêm một quán cà phê nữa. Và quán cà phê này thì cũng nằm gần trung tâm Đà Lạt luôn. Quán thì có tên là Quán Đương nha.
trong nhà thì quán có 2 tầng. Tầng trên là tầng gác xếp, có rất là nhiều sách và có một cái khung cửa sổ rất là to để cho mọi người có thể ngồi ngắm trời, ngắm mây, xong rồi mọi người có thể quay chụp hình rất là đẹp. Bọn mình có lựa chọn là ngồi khoảng sân bên ngoài để ngồi nói chuyện với nhau cũng như là thưởng thức khung cảnh thiên nhiên ở quán. Ngoài ra thì quán không phát nhạc để mọi người có thể ngồi tâm tình với nhau. Since you